nhằm tạo không khí sôi động đặc sắc cho lễ phục hiện rước tượng Bà. Ban tổ chức đã huy động tới 65 đội lân sư rồng từ các tỉnh thành miền Tây, cùng nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn các tiết mục văn hóa lịch sử. Lễ phục hiện rước tượng Bà chú xứ Núi Sam diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng các nghi thức truyền thống. Sau khi rước tượng Bà từ đỉnh núi xuống nơi an vị, thông qua sân khấu hóa, các vị bô lão trong làng đã tái hiện lại điển tích rước tượng và lập miếu thờ Bà, qua đó thể hiện được nét văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng cư dân vùng bảy núi An Giang. Thông qua lễ hội còn thu hút được hàng triệu lượt khách thập phương về tham quan và chiêm bái.